là quen được 5 năm rồi, chỉ là lúc bạn mới có 16 tuổi. 16 tuổi. 16 tuổi. Đúng rồi. Trời ơi, mới bước ra đời là bị thốt một cái giận. Dạ, lúc đó là mình chỉ ăn uống sơ sài thôi ha anh. À, đúng rồi, sợ ở tù lắm. Mười sáu tuổi sợ ở tù. Xin về ở chung mà gần cả nửa năm luôn mà còn chưa được gì đó, khó chịu lắm. Vậy là em cứ dạng giống hồi xưa là tiểu thư, con nhà giàu, công chúa gì đầu thai đó Kha. Chứ không phải người bình thường. Ba mẹ mất một lượt đó, là mồ côi ở với ông bà nội với là cô. Nhà thì biết rồi nhưng mà là không có nghĩ là mình dắt về để ra ma mắt vậy. Thì nội mới nói là nếu mà hai đứa cảm thấy thương nhau đi ra ngoài ở, không liên lạc với nội đúng một năm, nếu mà một năm sau quay về vẫn là hai đứa, ông nội sẽ chấp nhận. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Love Wins Vì Yêu Mà Cưới. Cảm ơn nhãn hàng Son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình này. Và hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ một cặp cũng rất là dễ thương tham dự chương trình với hình thức online. Rồi xin mời các bạn sẽ tự giới thiệu về mình nè. Dạ, đây là em tên là Nguyễn Nhật Kha, đây em 21 tuổi và hiện tại là em đang ở Tây Ninh. Mình tên Mai Thanh Thảo, năm nay 42 tuổi, cũng làm việc tại Tây Ninh luôn ạ. À vâng, thế hai người cùng quê với nhau ạ? Đúng rồi ạ. 21 và 42 đúng không ạ? Dạ, mình nhân đôi lên đúng không? đúng rồi, chính xác. Anh cũng nên lựa như vậy, nhân đôi lên anh nhân 2 là ok á. Anh là phải chia 2. Năm nay anh đã 31 tuổi, chia 2 thì mới 15 tuổi rưỡi không được đâu anh Tuân ơi. Anh phải chia 2 hả? À đúng rồi, đúng rồi, của anh phải chia 2 mới đúng. Cảm ơn hai bạn đã dành thời gian đến với chương trình, đặc biệt là số online. Không biết là ngày hôm qua là các bạn đăng ký trên bay của Lộ đúng không? Đúng rồi ạ. À, đó. Lộ hỏi là tại vì một cặp khách mời mà đăng ký trên page của MC á, là MC sẽ được một khoản tiền hoa hồng từ chương trình nữa, nên Lộ phải hỏi như vậy để chương trình như thế ạ. Mọi người biết là Tuân là quản trị của cái trang không nên tin.vn đó mọi người, cho nên mọi người cũng nên là được tin nha. Tuân ơi, năn nỉ anh đó, Tuân để cho em làm nên Tuân hiểu. Bạn có thể chia sẻ được là mình đã quen nhau bao lâu rồi không ạ? Nếu mà nói mà quen nhau thì quen được 5 năm rồi. Wow. Được cái cơ duyên mà mình gặp nhau được không anh? Lúc mà mới quen thì cũng là đi ăn vô tình quen thôi. Ăn ở trong quán thì bé này nó cũng làm ở trong quán, thì vô tình quen nó thì cũng bắt chuyện nói chuyện qua lại vậy rồi. Xin số điện thoại làm quen. Là quen được 5 năm rồi, chỉ là lúc bạn mới có 16 tuổi. 16 tuổi. 16 tuổi. Đúng rồi. Trời ơi, mới bước ra đời là bị thốt một cái giận. Quen á thì 5 năm nhưng rồi cũng có hẹn nhau đi chơi, đi ăn uống được 2 lần vậy đó. Rồi cái kiểu mà thấy nó còn nhỏ quá, nó không hợp với mình nữa. Cái chủ động không nhắn tin nữa, chủ động không làm quen nữa. Dạ, lúc đó là mình chỉ ăn uống sơ sài thôi ha anh. À, đúng rồi, sợ ở tù lắm. À, đúng rồi, sợ ở tù lắm. 16 tuổi sợ ở tù. Tới bao lâu mình ăn mặn với anh? Cũng thời gian một năm mấy đây đổ lại đó chị. Năm mấy hai năm đây đổ lại. Ủa vậy hả? Xin về ở chung mà gần cả nửa năm luôn mà còn chưa được gì đó, khó chịu lắm. Vậy là em cứ dạng giống hồi xưa là tiểu thư, con nhà giàu, công chúa gì đầu thai đó Kha. Chứ không phải người bình thường. Không nha Lộ, thật ra cái vấn đề này anh không thấy gì ở Kha, nhưng mà anh thấy rất là nể anh Thảo nha. Thật ra không phải ai cũng sẵn sàng nuôi rồi mới thịt đâu nha. Người ta thường người ta muốn thử trước xong người ta mới nuôi. Còn anh Thảo là phải bỏ công bỏ sức ra nuôi, xong rồi đến ngày được thịt rồi mới thịt đó. Thì anh thấy kiểu khá là bản lĩnh đó nha, phải giỡn đâu. Thì mất bao lâu nữa thì mới quen chính thức Kha? Ở lúc đó là nó làm ở trên Tân Biên á, còn mình thì dưới thị xã, cũng cách nhau khoảng ba mấy cây số. Rồi cái bật một năm không nhắn tin với nhau, một năm năm rưỡi lận. Rồi cái bắt đầu nhắn tin lại, nó xuống đây nó làm, xuống thị xã làm luôn. Cái nó mới hỏi là anh ơi em xuống thị xã làm rồi, anh có thể cho em ở trọ ở chung với anh được không? Thì mình thì cũng nghĩ là bạn bè thôi, thì nói được có gì đâu. Đó là quay lại đó, chứ hẳn là yêu nhau nha. Quay lại cũng như bạn bè, mạnh đứa nào nó làm về, nó thì làm tới 10 giờ đêm mới về, mình thì 5 giờ chiều, 6 giờ chiều đã về rồi. Về thì mình đã ngủ, thì nó về chắc đó nó tắm rửa xong nó cũng ngủ, hai đứa mảnh nào nấy ngủ vậy đó. Rồi một thời gian sau là người mà chủ động hỏi là còn thương không á,
Thì mình hỏi là em coi có thương anh không? Nói không, giờ không muốn yêu ai hết á, em không yêu ai hết, em chỉ coi anh là bạn ở để đi làm thôi. Làm sao để mình có thể phát triển cái câu từ chối đó thành tình yêu? Đó là do em là bị bệnh, là mổ ruột thừa, làm bệnh viện trong thời gian khoảng đó, người nhà em không ai chăm sóc, cho nên là em mới nhờ là bồ của em là chăm sóc giùm cho đến hôm nay luôn. Vô tình nó cầm cái điện thoại của nó thôi, chị hai của nó hỏi chứ rồi mổ ruột thừa vậy rồi ai nuôi mày chứ. Nó nói bồ em nuôi em chứ ai. Là đó là tin nhắn của chị hai nó nhắn, nhưng mà là anh là người đọc. Lúc đó trong người mình vui lắm luôn á. Trong đời nhớ nhất là một cái câu mà nó nói với chị hai là bồ em nuôi em chứ ai. Tại vì từ nào nó không có bao giờ nó công nhận mình là bồ nó hết á. Nhớ một lần lúc mà nó đang nằm ở trên bệnh viện á, mình nó thì nằm ở dưới đất, còn nó thì nằm ở trên giường để mà canh nó đó. Nửa đêm kêu anh ơi lên nằm chung với em nè. Vui thật sự luôn, rất vui luôn. Tót lên liền, cơ hội mà tót lên giường nằm chung liền. Trời ơi, đã quá anh Tuân ha. Cái lúc đấy là cả hai người đều chưa có một cái gì gọi là công khai về mối quan hệ này hay là đồng ý. Chưa công khai với ai hết. Rồi sau đó mẹ nó mới biết. Thì mẹ nó cũng thường điện thoại hỏi nó bớt chưa này. Tại vì lúc đó là nói chung gia đình họ đang khó, mẹ thì bị gãy chân, ngoại thì lớn tuổi rồi, chị hai thì đi làm xa nên không có ai nuôi nữa hết. Thì mẹ chỉ mỗi ngày mỗi điện xuống Kha bớt chưa con rồi này nọ vậy. Đó là còn mập mờ hỏi nó có thương không thì nó không nói là không có thương, không thích thương ai hết á. Nên nó về nhà cứ nói ơi cho về rảnh chơi ấy, nó nói không có cho về. Sau này mà nghe cái câu mà nó nói bồ em nuôi em chứ ai là biết là nó có tình cảm với mình nên nó mới nói với gia đình vậy. Rồi sau đó nó mới công khai với nhà nó luôn. Khi em từ chối anh Thảo thì tại sao em lại nói với gia đình em anh Thảo là người yêu của em? Là tại vì là lúc mà thời gian đầu á là em quay lại á là em chỉ nhờ á ở trọ chung thôi. Đầu xuống là em chỉ xem là anh em bạn bè bình thường thôi, không có tình cảm gì hết á. Nhưng mà khi mà em phát bệnh ở đó rồi ảnh, em mới thấy ảnh là kiểu như chăm sóc, quan tâm, tận tình như là người thân trong gia đình đó. Bởi vì em mới nảy sinh tình cảm từ lúc đó. Còn rất là trẻ nhưng mà quy định cho bản thân mình về việc tình cảm rất là rõ ràng nha anh Tuân nha. Không có bị mập mờ nha. Ở chung là ở chung, còn yêu là yêu nha. Đúng. Tiền bạc là sòng phẳng. Bữa nay thiếu tiền, em cho anh mượn tiền đi làm. Cho mượn, nhưng mà mượn là trả nha. Mà từ ngày mà nói câu yêu đến giờ là không còn giữ được đồng nào. Mà từ ngày mà nói câu yêu đến giờ là không còn giữ được đồng nào. Giữ hết. Có nghĩa là từ hồi yêu tới giờ là không trả đó anh hả? Không phải là không trả, nhưng mà tiền của mình cũng không được giữ đồng nào luôn. Là em giữ hết. Lấy hết luôn. Anh chết rồi. Yêu mà lời như thế thì dạy gì không yêu. Nhưng mà rất là giữ. Đúng rồi. Khó lắm. Lúc đó là mình nghĩ là mình thương nó thôi. Mình nhắn tin nó đi làm về khuya, có khi nó đi tới 11 giờ mới về. Nó không có nói với mình là còn phải phục vụ khách bàn đồ còn ở đó, nó làm quán ăn. Là cái mình cũng hay nhắn tin hỏi, ủa sao dắt giờ chưa về? Thì cũng nhắn tin du dơ, bộ đi chơi với ai hả? Cho nó tao đi chơi với trai rồi, mày khỏi chờ tao đi. Chọc lên vậy đó. Cái ở đây thì nổi điên lên, cái thấy mày đi thì mày đi luôn, mày đừng có về. Còn nữa, để em kể cho nghe một vụ này nữa. Đi rồi quay về, về đâu nửa tháng. Cái em chỉ la thôi, lúc đó là chưa có xác định là yêu. Em chỉ nói tắm rồi đem đồ ra trong cái sọt bỏ vô cho gọn, đừng treo đồ trong nhà tắm, dơ lắm. Có vậy đó dặn cuốn đồ đi nữa, đi một lần nữa. Đi đâu được 5 tháng ngày á, hay là mình điện trước, mình điện thoại trước. Bị hỏng. Rồi hỏi rồi đi rồi giờ ở đâu? Cái nói ở nhà bạn. Cái nói rồi giờ có muốn về không? Cái không trả lời, trả vốn giá lấy xe đâu không biết ở đâu á, chạy về mà cũng không có đem gì về, chạy về qua đây ngủ gì đó. Rồi từ đó thì cũng thương nhiều lắm, nhưng mà chưa có xác định yêu, nó không chịu, nó nói không có yêu vậy đó. Nhưng mà cũng hỏi đang ở đâu, cái không trả lời là ở đâu hết, dắt xe chạy về vậy đó. Chị hỏi thiệt em nha, là lúc đó em có yêu ảnh không mà em chọc ảnh dữ vậy? Là lúc đó là em chỉ xem như là bạn bè anh em thôi, không có chuyện tình cảm. Cho nên em hành cho đã được không? Dạ đúng rồi. Nói, không có yêu nói chuyện nhiều cái tức lắm lộ. Tao đi chơi với trai á, mày đừng chờ tao. Em thì em nói chuyện sóc ốc không à. Nắp đặc biệt nha. Ở với nhau nay là tao quen nhau 5 năm, 6 năm nay. Một lần với lộ gây lộn duy nhất luôn. Nó dữ lắm, nên không dám làm gì cho nó buồn hết. Nó la lên cái thì theo năn nỉ thì hết.
Vậy xong. Hồi nãy em thấy anh hớ mấy chập là em biết rồi. Nhưng mà thật sự ra chị thấy em thật sự là may mắn luôn á, có người yêu chiều em hết mực luôn á. Chứ còn mà chị mà nói sóc sóc gì rồi là đồ ngoài đường hết rồi đó. Chị dễ tính lắm. Anh Trung có hỏi gì không? Phải chịu nít á. Không anh, em không có dụ chiều đâu. Thương cho coi cho giọt đó anh. Cái thời điểm hồi trẻ của anh thương ao với gia đình có dễ không anh Đảo? Lúc mà nhỏ là anh đã mồ côi ba mẹ mất một lượt đó, là mồ côi ở với ông bà nội với là cô. Là cũng quen một người đầu tiên lúc đó 21-22 tuổi hả? Nhà thì biết rồi nhưng mà là không có nghĩ là mình dắt về để ra ma mắt vậy. Thì nội mới nói là nếu mà hai đứa cảm thấy thương nhau đi ra ngoài ở, không liên lạc với nội đúng một năm, nếu mà một năm sau quay về vẫn là hai đứa, ông nội sẽ chấp nhận. Thì đi không có năm, một năm rưỡi mới về mà vẫn còn quen người đó rồi nội mới chấp nhận. Mà lúc quen người đầu tiên thì quen được 7 năm. Nhưng mà nhà nó thì có mình nó là con trai nên gia đình nó bắt đi lấy vợ thì cũng chịu thôi. Cái bài thử thách rất là hay anh Tung ha. Có các bạn nếu mà có coi chương trình hôm nay á thì cái thử thách này cũng là một cái hay để cho mọi người, đặc biệt là quý phụ huynh, nếu mà quý vị có cái sự nghi ngờ hay là cái không có niềm tin vào cái hôn nhân của những người trong cộng đồng á, hay là cái cô với nội cũng nói là nghe nói cái trong cái giới này không ai chung tình với ai đâu, quen chừng bữa hai bữa hoặc là mày hết tiền thì tao cũng bỏ mày, nói chung là nói cái câu đại khái là vậy, mày có tiền thì tao theo, còn không tiền tao bỏ mày đó. Ngoài nói nếu mà quen nhau được trên một năm á, quay về tao chấp nhận cho hai bên quen nhau. Rồi sau cái mối tình đó mình còn có mối tình nào nữa không trước khi đến với người yêu hiện tại của anh không? Chia tay ở đó về đâu mấy năm á, 4-5 năm gì đó mới quen Kha. Quen rồi cái hẹn hò đi chơi được lần hai lần thấy nảy nít quá rồi nó chắc không hợp với mình thôi, không quen nữa vậy đó. Tính gọi dạng là gọi là mình quen chơi thôi, hai người dính thiệt. Lúc đầu giống như là quen qua đường vậy chị lộ. Chị định nói mà chị ngại. Tại thấy em con nít dễ dụ quá, quen qua đường. Nhưng mà hình như là không có dễ phải không? Rồi bây giờ mình sẽ quay với câu chuyện thơm ao của Kha đi. Em có khó khăn gì với cái chuyện thơm ao của mình không? Tại vì hồi nãy giờ chị nghe câu chuyện của em thì chị thấy là em bước ra đời sớm lắm, mười mấy tuổi cũng phải đi làm rồi. Và lúc đầu thì em cũng có quen một người đó cũng cỡ tầm 25-26 tuổi á. Nhưng mà khi một thời gian đó em cũng dắt về nhà thì gia đình em thì không có chấp nhận. Mày còn nhỏ mà tại sao mày quen lớn tuổi như vậy? Lúc đó bao nhiêu tuổi? Lúc đó em cũng có 15-16 tuổi rồi chị. Gọi là bóng mới nhú. Gọi là bóng mới nhú. Trời ơi, 15-16 tuổi mà quen rồi đó. Em chưa biết gì luôn á anh Tuân, thiệt sự luôn. Chị tới 30 tuổi chị mới quen. Chị tới 30 tuổi chị mới quen. Dễ sợ. Kể tiếp. Khi mà em dắt về nhà cái là gia đình không chấp nhận. Nó nói là sợ là quen lừa em á. Còn những cái mối tình khác là em không có quen, là chỉ quen là đi uống cà phê rồi ăn uống bình thường thôi. Nhưng mà từ khi chính thức quen Thảo tới bây giờ luôn á, là mới gọi là chính thức, là mới về ra mắt gia đình, là gia đình là chấp nhận. Dòng họ là không có ai phản kháng gì hết á. Anh nói cho lộ nghe, gia đình nó rất là thương anh luôn. Thương rất là thương luôn. Một tuần lễ ngoại không điện xuống là ngoại nhớ á, hỏi ngoại điện có gì ngoại. Thì không thấy ngoại điện vậy, có bay đâu mất tiêu mà. Mà điện ngay em nha, không điện ngang qua bên Kha đâu. Anh ơi, em nói anh nghe anh chia sẻ này thiệt tình lắm. Tại vì gia đình hiểu anh phải chịu đựng đó anh, cho nên là họ cố gắng động viên. Chứ không phải gì hết trơn á. Sao không dữ lắm Kha, tâm em ăn ý là đảm dữ gì Kha. Bớt lại Kha ơi. Tại vì nha. Em thì nói chung là cái nào thì phải thì em nhịn, không phải là em sợ lại liền. Đây để nói cho nghe một có một lần duy nhất đó, là cũng là một lần gây lộn luôn. Mới đây thôi, là nghỉ dịch ở quán Năm Sánh về là không có chịu đi vô công ty làm, ở nhà vậy đó. Đây thì đang đi làm công ty. Làm công ty về phát hiện đi chơi với bạn mà giấu. Về xe rồi để lại ngay ngắn hết chìa khóa đồ. Quên cái là chìa khóa là đồ để ở trong ổ khóa. Nếu mà đi đâu mới rút chìa khóa ra. Quên về gắn lại vô chìa khóa, về phát hiện ra cái chìa khóa bị gỡ ra. Hỏi ở nhà mày đi đâu? Có đi đâu đâu, ở nhà không đi đâu. Cái này vậy sao chìa khóa về về nữa? Cái hỏi đã hai cái thừa nhận ra. Mà cái tạc cái nết vẫn y hồi đó. Tao đi chơi với trai á, mày làm gì tao? Đó, trả lời vậy đó. Anh tức của anh lấy cái tay á, anh vỗ vô bắp đùi nó một cái. Có vậy đó, mồi dậy lên, la làng lên. Mày đánh tao. Rồi cũng quậy lên, ý là cái kiểu là thấy cũng cưng chiều quá đó, quậy lên, đập đồ, đập đạc đồ. Rồi cái bắt đầu anh nói điện với mẹ. Đập điện thoại luôn mà. Quay qua cầm điện thoại đập luôn mình hên, đập văng vô cái xe không có bể. Rồi lấy cái remote TV đập luôn, văng 3-4 cục ra luôn.
Rồi xong cái điện về mét mẹ. Mét mẹ xong cái mẹ mới kêu về trển. Rồi sợ hay sao không biết, quay qua: anh ơi em xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi. Quậy rồi vẫn biết xin lỗi. Mà gây lộn chứ cũng có tầm nửa tiếng hoặc là một tiếng là hai đứa về nhau rồi. Từ nào không có gây lộn mà quá một hai tiếng đồng hồ. Gây lộn nhau chừng đúng nửa tiếng đồng hồ, quay qua ôm cái là hết liền. Giống như là nêm mắm nêm muối cho gia vị cuộc sống vậy đó anh Tuân. Mà không có gây lộn nhiều, nhưng không có gây lộn gì quá đáng hết. Trong những cuộc cãi vã đó thì gia đình có ý kiến gì trong cái cuộc cãi vã đó làm cho mình phải suy nghĩ về mối quan hệ của mình không? Không, đây, mỗi lần cãi là mẹ nói: mày tu là cái miệng mày bớt đi nha, mày đừng ăn hiếp con tao hoài nha. Nó hiền, nó nhịn, mày gặp thằng khác nó quýnh mày sập sình đó, câu đó đó. Ủa Kha, chị thấy em không nói gì hết trơn, tất cả đều là sự thật hả Kha? Đúng rồi chị. Nhưng mà thật ra Kha, chị thấy vậy nè, cái cách xưng hô mình cũng rất là quan trọng nha. Chị đã sửa rất là nhiều cặp ở trong cái chương trình của chị đó. Nếu mà cứ mày tao vậy hoài á, mình cảm giác mình bị thiếu tôn trọng. Nếu mà có người khác ở đó nữa thì nó còn sẽ khó nghe hơn. Cho nên á, chị biết là những cái cuộc gây gỗ của em á, nó cũng xuất phát từ rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái xuất phát điểm là từ em. Em không có sự tôn trọng đối với người bạn của em. Cho nên là làm cho người ta tức, người ta mới la em. Thành ra em phải tìm cách nhã nhặn hơn để nói. Thí dụ như em lỡ đi chơi thì cứ nói thật đi chơi, rồi em nói đi đâu, nó ra làm sao, bạn như thế nào. Thì chị nghĩ là anh Thảo anh không khó tới mức độ phải làm khó làm dễ em đâu. Tại vì anh rất thương em. Nhưng mà thêm nữa, người ta cũng rất đôi tuổi mình mà. Tự nhiên cái mày ta hoài sao không được, đúng không? Thì từ cái đó nó sẽ làm cho mọi người, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Tại vì em biết không, khi mà em ở có hai người em kêu sao cũng được hết trơn á, nhưng mà có một người thứ ba hoặc đi ra đường mình quen miệng á, mình sẽ làm người ta thấy mắc cỡ, thấy ngại, thấy mất mặt. Cái điều đó là chị đã từng chứng kiến rồi. Chị chỉ mong em thay đổi cái điểm đó thôi. Em mà xưng hô ảnh kêu bằng anh đồ ngọt ngào nữa coi, làm sao mà ảnh dám mà kêu bằng mày tao lại nữa, hiểu không? Chứ anh cũng sợ em lắm chứ bộ. Khi mà mình về ở với nhau rồi thì mình có thấy được tật xấu gì nhiều ở đối phương không ạ? Nó thì không có cái gì xấu ngoài làm biếng. Chỉ ăn rồi ngủ, không làm gì khác ngoài cái ăn rồi ngủ. Ngày thường đi làm thì mỗi đứa nơi rồi, nó ăn cơm trong tiệm luôn. Mình thì đi làm thì tự mình ăn cơm trưa vậy. Còn đợt dịch này nè, ngủ. Sáng nó ngủ thì thường 7 giờ anh dậy rồi. Anh dậy nấu ăn xong hết, kêu em ơi dậy ăn cơm rồi ngủ nữa. Ngồi dậy anh bớt cơm em mới ăn. Nó làm biếng dữ lắm, không có làm cái gì ngoài động ngón tay hết. Rồi chỉ có một tật xấu là làm biếng hả anh? Đúng rồi, làm biếng hay không? Ủa nãy giờ anh kể là đánh đập chửi rủa được dữ lắm mà sao mà khúc này anh không kể? Đúng rồi. Hay là anh cũng chấp nhận cái chuyện đó anh? Ban nãy em nghe anh Thảo nói là Kha còn trẻ, em cũng thấy Kha còn rất trẻ ha. Thì anh có thấy là Kha còn cái tính là thích bay nhảy, thích khám phá mà, hay là Kha đã rất là muốn ở lại và ổn định một chỗ rồi ạ? Nhìn vậy thôi chứ chững chạc lắm. Thương mẹ thương ngoại dữ lắm. Là một tháng không bao nhiêu tiền hết là gửi về cho mẹ hết nữa rồi đó. Mỗi lần khi nghe bệnh thì cứ chạy về được. Còn về dịch nè, đâu có qua được, đâu có đi được chốt. Nếu mà về Tết rồi anh phải qua được 5-6 cái chốt, đâu có đi được đâu. Nghe mẹ bệnh cái là nằm điện thoại cho mẹ, nằm khóc mình vậy đó. Rồi thì tới bây giờ cho Kha kể về tật xấu của anh Thảo đi nè. Tật xấu anh Thảo thì không có gì tật xấu à. Tại vì cái nói chung là người hoàn hảo là 90%. Có chuyện lăng nhăng thì không có luôn. Đôi khi cũng có nhắn tin, nhưng mà nhắn tin là kiểu như là bạn bè bình thường thôi, chứ không phải là gặp uống cà phê hoặc là cái chuyện bậy bạ thì không có. Nhưng anh Thảo ơi, anh Thảo cần chỗ Kha đó thay đổi gì để mình có thể tiếp tục được những cái chuyện tình cảm rất là tốt đẹp của mình anh Thảo. Như lần trước nãy anh đã kể nó hung dữ vậy đó. Giờ thì đã hiểu rồi, không tự hứa luôn mà, về nói với mẹ luôn mà. Không bao giờ mà nói nặng nữa, mà phải thiệt cũng có hiệu quả, này cũng mấy tháng rồi đó, không có còn hung dữ nữa, đỡ rồi, nói cũng biết nghe rồi. Rồi vậy ở Kha đi, em nói là anh Thảo là được hoàn thiện 90% rồi, còn 10% còn lại là những điều gì, vậy em có muốn anh Thảo hoàn thiện mình hơn để mà cuộc sống hai người vui vẻ hơn không? 10% còn lại em không biết nói gì luôn. Thật ra là Kha ơi, là như vậy nè, em thật sự là rất là may mắn bởi vì em đã tìm được một người thật sự yêu thương em. Em cũng biết là trong cộng đồng mình mà để tìm một người mà yêu thương mình mà cỡ như vậy á là rất là khó. Chị biết là khi mà em nói là anh Thảo không có điểm gì xấu hết, có nghĩa là em rất là thương anh Thảo luôn á. Cái này là cái kinh nghiệm của chị khi dẫn chương trình này thôi. Cặp đôi thật sự yêu thương, hỏi tật xấu thì không bao giờ. Nếu mà ta thương nhiều người, thương nhiều thường là trời ảnh có tật xấu gì, chút chút thôi, không đáng. Thì cái này là chị từ đầu tới cuối thì chị nghe câu chuyện thì chị biết là em rất là thương anh Thảo, cho nên là cái kết luận của em là như vậy là nó hợp lý lắm luôn cho câu chuyện này. Nhưng mà nó có một cái gì nè,
bản thân mình cũng phải thay đổi một chút xíu. Tại vì bây giờ nó hiện tại nó rất là vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mà sau này có những cái tác nhân, cái xúc tác bên ngoài, cuộc sống thay đổi, rồi mình cũng thay đổi tất cả mọi thứ nữa, thì để mà giữ được nó bền đó thì bản thân mình phải thay đổi. Chứ mình cũng không có nên như vậy hoài, tại mình thương người ta nhiều, mình phải cố gắng thay đổi nha cưng, thì để mình giữ được cái mối quan hệ nó lâu dài hơn. Tại vì anh thấy anh Thảo là vừa là người đi trước này, có thể là đàn anh luôn á, với lại cái cách hành xử của anh Thảo thì mình thấy nó quá nhường nhịn, là vị tha chăm sóc, thì mình còn không làm được như thế nữa thì làm sao mà mình có thể khuyên cái gì, đúng không? Còn đối với cá nhân Kha thì anh chỉ mong hai điều thôi. Một, khi mà mình nóng nảy lên á thì mình suy nghĩ lại xem cái cách anh Thảo đã yêu thương mình như thế nào, và thứ hai là cái cách xưng hô của mình đối với lại cái người bạn đời của mình. Anh Thảo giống như là người vừa là người yêu nè, vừa là người anh nè, thậm chí có thể nói là người chú của em luôn. Nên khi em suy nghĩ về vấn đề đó thì mình phải xưng hô làm sao cho nó mang tính tôn trọng. Tại vì cái sự tôn trọng trong một mối quan hệ nó rất cần thiết khi mà em muốn đi xa, đi dài với nhau. Cảm ơn hai người đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ thông điệp trong cái chuyện tình cảm của mình đến với mọi người, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì các bạn sẽ có nhiều cái tiến triển hơn trong công việc nè, lẫn trong chuyện tình cảm ha. Cũng cảm ơn Cậu Lộ đã cho hai đứa có cơ hội để nói ra những cái gì mà không tiện nói với nhau á, giờ nói ra hết rồi thì cảm thấy cũng vui lắm. Rồi em xin cảm ơn anh Thảo và Kha đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình này. Cũng như cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Love Wins Vì Yêu Mà Cưới ngày hôm nay. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.